Dù hai con vẫn còn nhỏ, cháu bé thứ hai mới 2 tuổi rưỡi. Thế nhưng khi nhận được lời hiệu triệu, bác sĩ Đỗ Thị Thành Hường gác lại việc gia đình, gửi con nhỏ cho người thân chăm sóc để cùng tất cả các đồng nghiệp của mình tình nguyện lên đường về Hà Nội hỗ trợ chống dịch. Không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, thế nhưng ai cũng trong tâm thế sẵn sàng được chung sức cùng thủ đô. Hôm trước thì là nhận công văn của sở và hôm sau là lên đường nhận nhiệm vụ luôn. Thực ra là thì trong thời gian dịch dã cũng không cần phải chuẩn bị nhiều. Nhận nhiệm vụ là lên đường đi luôn. Công việc của gia đình thì con cũng hơi nhỏ một chút thì em thôi thì gửi lại con cho ông bà và chồng thì lên đường đi chống dịch. Trong đợt này, dự kiến hơn 4.000 bác sĩ của 11 tỉnh về Hà Nội hỗ trợ chống dịch. Riêng tỉnh Bắc Giang đã cử hơn 800 cán bộ y bác sĩ được phân công tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Tất cả các y bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm chống dịch tại Bắc Giang khi địa phương này từng là tâm dịch. Các tổ sẽ làm việc từ 7 giờ sáng cho đến chiều và tối để đảm bảo tiến độ xong trước ngày 15 tháng 9 mà Hà Nội đề ra. Tất cả công tác triển khai đều thực hiện theo đúng quy định và có sự phối hợp kỹ lưỡng giữa địa phương và đoàn y bác sĩ để thuận lợi và an toàn nhất cho người dân. Chúng tôi cũng thực sự là thấy là rất xúc động và rất cảm ơn cái nghĩa tình của các bác sĩ, y sĩ, y tá. Càng thấy rằng là trong cái khó khăn hoạn nạn thì đất nước Việt Nam chúng ta là một. Các đồng chí cũng đã dành tâm sức để về với Long Biên để hỗ trợ Long Biên và hỗ trợ với Gia Thụy, thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái việc làm hết sức có ý nghĩa và bản thân chúng tôi là ở cơ sở và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và rất là thấy là thiết thực với tình cảm và cái tinh thần chung sức chia sẻ thực hiện theo cái chung tay và cái lời kêu gọi đại đoàn kết. Với sự đoàn kết, chung lòng của các địa phương dành cho Hà Nội, hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường mới.